giữa giữa đây. Còn nếu mà trường hợp x mà nhỏ hơn hoặc bằng là 3 cộng là 4 đi. Thì sao? Lớn hơn là 3 và nhỏ hơn là 3 cộng là 4. Thì nó sẽ là công thức đây, có độ này. Nó suy, đúng không? Suy công thức này nó đơn giản thôi, sẽ bằng nó sẽ bằng tọa độ y của đầu đầu ta sẽ lên công thức rồi z của đầu chứ z của đầu dòng trừ đi xi này trừ đi chiều dài là 3. Ta sẽ 4 vào này vào. Đó. Chia cho là 4. Rồi, và sao với z giữa đây? Trừ đi z đầu. Đây là công thức suy rất bình thường. Không thì nó sẽ bằng xét đầu dập. Vì chiều dài nó lớn hơn là 3 cộng là 4 mà. Thì nó sẽ là tọa độ của xét đầu dập đây, đoạn còn lại. Ok. Kéo sang thôi. Đó. Số 7 cũng có. Rồi. Thì vậy ta đã xong tọa độ các trên phương ngang. Để ta kiểm chứng cái này thì nữa ta sẽ vẽ biểu đồ trên đây. Đúng không? Tiếp theo ta sẽ nên tính đến góc chuyển hướng ấy. Góc chuyển hướng này theo phương đứng là đơn vị là radian. Ok. Tương tự góc chuyển hướng này rất đơn giản thôi. Nếu mà cái ta đã xét nếu một trường hợp này bằng không thì ta cũng sẽ không xem
không có tọa độ nữa. Tiếp, nếu mà chúng ta có cái xi mà nhỏ hơn hoặc bằng chiều dài của cái đoạn thẳng, đúng không? Nằm trong cái đoạn thẳng này, đây thực ra thì cái góc chuyển hướng của chúng ta, thực ra cái đoạn thẳng thì cái góc chuyển hướng chúng ta có thể lấy bằng không. Nhưng đây ta góc chuyển hướng ta sẽ so với một cái phương là góc chuyển hướng tại vị trí đầu dòng, đúng không? Thì đây ta sẽ bằng góc cosine phẩy là y phẩy của x là 2a nhân x. X đây chúng ta sẽ bằng tại đầu dầm là chia 2 trừ là 1 trừ tiếp là 2. Nếu mà nó nằm ngoài cái đoạn thẳng này nó sẽ bằng góc tương đối, thì góc tương đối nó sẽ đây sẽ bằng hai góc trừ nhau, đúng không? Góc vị trí đầu dòng trừ đi góc chuyển hướng tại điểm của tọa độ x. Đây bằng 2a. Cái điểm này chúng ta sẽ là bằng xi trừ đi chiều dài là 2. Chênh, nếu mà nó x nằm trong đoạn thẳng thì góc chuyển hướng chính là rồi. Câu này góc tương đối trừ đi góc của đoạn chuyển hướng góc tại đầu dầm trừ đi góc tại vị trí đó nó bằng không, nên là bằng nguyên này. Nếu mà nằm trong đoạn cong, trong đoạn cong này sẽ bằng hiệu của hai góc chuyển hướng, đúng không? Đây hiệu của phẩy y phẩy tại x chứ y phẩy tại không. Công thức này rồi. Tiếp theo là góc chuyển hướng tiếp phương ngang. Hai góc chuyển hướng tiếp phương đứng và ngang này dùng để tính toán cái
mặt ứng suất theo cái do ma sát. Tương tự thôi. Nếu cái này bằng không chúng ta không xét. Rồi. Giờ nếu mà tốc độ x của chúng ta mà lớn hơn cái đoạn 3 và 4 này thì có chuyển hướng bằng không vì nó đoạn thẳng. Bằng không chúng ta sẽ dùng đối suy. Góc chuyển hướng dương ta để APS. APS của hai cái z trừ nhau giữa giữa này. Chuẩn bị giết cái đầu OK. Đó, lệnh là chỉ có cấp 4 và cấp 5 có thôi. Giờ nó sẽ để kiểm tra tọa độ vẽ biểu đồ trên đây. Để vẽ cái biểu đồ trên đây chúng ta vào phần insert lấy của các loại biểu đồ. Sau khi định toán các thông số về của các ta tiến hành vẽ biểu đồ của tọa độ cát để kiểm tra. Ta copy cái dòng xuống. Sơn chào tôi chọn là scatter chưa phải chọn nó select data chọn s này vậy chúng ta sẽ ghi cap cho phương ngang.
Ok. Đây ta có thể chỉnh sửa text sau. Tọa độ x. X thì ta sẽ để tọa độ từ đây. Y ra sẽ để tọa độ các cái phương ngang đây. Rồi. Rồi. Còn ok. Rồi. Rồi, ta có thể chú thích thêm vào đây. Rồi. Element này. Chặt title. Exit. Ta sửa này. Khoảng cách tới tim dập có thể sửa text sửa sang .vn. .vn là biểu hát đi dễ luôn sửa lại thì tìm dần ta phải cho chữ bé ta phải ép theo cái trục thêm cái trục ở dưới đi. Đây nó cái này sẽ là khoảng cách tới giữa dầm nha. Ok cái này cũng vậy nữa. Rồi. Ta sẽ thêm một cái nữa đúng không? Từ
Sau ta sẽ ký hiệu cái okay, data này xong đúng không? Giờ ta thêm tiếp đi. Rồi, tên đây ta sẽ cấp 2. Tọa độ x đây. Rồi, cấp 2 đây. Ok. Sẽ add thêm đi cấp số 3. Ba cấp đầu tọa độ giống nhau. Điền lên là cấp 3. Rồi ta sẽ thêm hai căn nữa. Biết sao Excel này nó hơi bị đơ. Đây, ta sẽ ghi là 4 nhé. Ok. Thêm một cái cap cuối. Ok. Rồi.
Tức là sửa cái tên này đúng không? Sửa thành căn 1. Ok, đây ta sẽ đã có biểu đồ, tuy nhiên là biểu đồ các điểm mình sẽ rời rạc và chọn loại biểu đồ khác đi. Đúng không? Thay đổi không lại biểu đồ đi. Ta sẽ chuyển thành dạng line này với marker này. Chúng ta qua đây chúng ta kiểm tra thấy là cái tọa độ cũng đang có vấn đề. Phần 15 này chúng ta phải là m đúng, chúng ta sửa anh m. Ok, cho kiểm tra lại chính xác rồi đúng không? Ta có thể cho cái biểu đồ nó rộng ra dễ nhìn. Chính xác rồi, chúng ta có thể edit cái này đi. Ta có thể thêm chú thích về cap ở đây. Đây tọa độ, không cần tọa độ. Đây, ta để bottom để đây, đúng không? Rồi, để ta quan sát, đây là cap 1. Đây, ở đây là cap 5. Đây, cap 4. 1, 2, 3 nó trùng nhau này, đúng không? Thế mà ngang, ta có thể hoàn toàn thay chỉ sửa màu sắc của cứ đây. Và độ dày này.
ta có thể chọn màu xanh này đi. To, cho đậm này. Ok. Ta có thể cho cái marker đi. Ta có thể cho cái này thành tròn. Để 10 đi. Bảy. Ok như vậy. À, tương tự với em cái này. Chỉnh sao cho nó nhìn nó đẹp và được. Bảy này. Ok. Từ từ đây. Ba rồi. Mắc cư. Để tạm giam đi. Để lại màu tím đi. Bảy. Đó. Cái 1, 2 thì tương tự. Nó bị chồng lấn vào trong đây rồi nên tạm không cần thiết để điều chỉnh. Rồi. Như vậy là tọa độ cáp theo phương ngang là đúng, giờ theo phương đứng. Rồi. Tạo cái cáp này xuống.
sẽ ghi là K1 cho độ x, nó độ x đây thuộc cho độ y, y của chúng ta sẽ là phương đứng căn này. Ok, ok đã, để xem thế nào đó. Đúng không? Đấy, vậy là cặp số 1 này. Ta tiếp tục làm như vậy từ 1 đến 5. Cấp 2 x y cấp 3 ok, sang cấp 5. Tọa độ x y ok, đây bạn ta đã có biểu đồ này, ta sẽ hiệu chỉnh đi, chọn thay đổi lại biểu đồ đúng không? Like và lợi ta sẽ mở kéo rộng này ra để dễ, ta sẽ chỉnh sửa lại một chút, thêm cái tên chặt này. Cắt theo phương đứng luôn.
em cho điểm 12 thôi. Chúng ta sửa lại khác. Ok. Thêm chặt theo đây là khoảng cách từ đáy dầm thôi. Là để 8 thôi. Ok, tới 7 đi gặp. Ok. Rồi. Thêm tiếp có cách đến giữa dầm. Cách giữa dầm đúng không? Rồi. Các thêm chú thích chúng ta để cặp 4 thì giống như cặp ở trên này đi thì nó sẽ là dễ hình dung hơn. Đây cặp 4 chúng ta đây, màu đỏ này, view in cho anh thành chúng ta để 7. Để dành tăng 3 đi. Để cấp số 3 đúng không? Rồi. Marker để tam giác 7, màu để màu tím. Ok, cấp số 5.
Ta để màu xanh. Bảy đúng không? Đây là cáp số 2. Bảy. Cặp số 1. Rồi. Đó, như vậy là chúng ta đã có cái biểu đồ cáp theo phương ngang và theo phương đứng. Ta có thể chỉnh cái trục này, chỉnh cái điểm này. Hoặc là chỉnh cái điện này nữa, có như vậy là cũng để được rồi. Hiểu vì sao mà cái này lại bị lỗi tư phương. Lỗi thì ta có thể chuyển sang phông khác được. Thầm như mình lệ vậy. Nhớ xóa được lại thêm lại vậy. Bây giờ đổi về cỡ 12. Ok. Cáp. Theo.
nào. Ok, đó. Vậy ta đã xong cho độ cao. Còn một thông số nữa chúng ta cần phải tính là chính là chiều dài cao. Khi tính ta chỉnh cái này chút 200 đi. Đó. Thì chúng ta tính chiều dài cáp để tính cũng để tính mất mặt suốt như là sau này chúng ta sẽ phải tính cái độ giãn dài của cáp. Wow. Chúng ta có thể thêm lòng vào đây. Copy này xuống. Chiều dài. Chiều dài bó cát sẽ để là mét. Tự vậy cái này chúng ta sẽ tính chiều dài của một nửa, chiều dài một nửa của cáp luôn, vì tính chất đối xứng thì chiều dài cáp sẽ bằng hai lần chiều dài một nửa, đúng không? Thì chúng ta cái này chúng ta vận dụng cái tính chất của cái tính chiều dài cáp thông qua tích phân đường. Cái này tôi sẽ trình bày một cái video riêng về tính chiều dài cáp, để chúng ta sẽ áp dụng công thức áp dụng công thức thôi là nếu một tọa độ z này bằng không thì ta sẽ có như không có cáp thôi, đúng không? Ít này nếu mà ta sẽ tính cộng dồn dần, đúng không? Tính chiều dài cáp tính từ gốc đến một điểm offset thì ta sẽ có, nếu mà tính y của chúng ta nhỏ hơn hoặc bằng chiều dài đoạn thẳng chứ L2 chúng ta ở đây đó là cái này, đúng không? Thì sao thì chiều dài này nó chính bằng cái tọa độ. Còn nếu mà vượt lớn hơn cái L2 thì nó sẽ bằng cái L2 đấy cộng với chiều dài đoạn parabol. Chiều dài đoạn parabol chúng ta sẽ tính cho cái công thức tính tích phân, kết quả của tích phân luôn. Sẽ cộng với x in trừ đi chiều dài L27. Cái này sẽ là tọa độ chuyển trục, tọa độ từ đây ta tính chiều dài parabol, ta chuyển trục tọa độ parabol về cái vị trí cuối của đây, cuối của L2 đây, đúng không? Đây sẽ là nó sẽ bằng x này, sẽ là x nhân với căn bậc 2 1 cộng với 4a bình phương bằng 4a bình phương x bình phương sao x và sẽ là xy trừ là 2 nhưng mà g27. Ok, mẫu bình phương chia 2 cộng với công thức
Logic của chúng ta con của x cộng x phẩy cộng với căn của một của x bình phẩy thì của ở đây chúng ta sẽ có nó sẽ sinh bằng cosine. Sinh x phải là ta đặt tính tích phân thôi. Đúng không? Cái này ta nói xong cosine của 2a cosine của 2ax chia cho 4a x là bằng xy trừ đi g 27 này, 27 chia là 2 đây. Chia cho 4 này. Chiều dài chắc chắn là cong sẽ lớn hơn mặt thẳng rồi, đúng không? Đó. Đây, các số 5 là các tương đối thẳng. Đây là chiều dài nó lớn hơn 16,35 một chút thôi. Một nửa chiều dài đấy. Đó. Ta nhân đôi ra sẽ ra trừ là cắt luôn. Sau 2 này. Hơn 32 mét. Đó. Ok, vậy chúng ta sẽ đưa thay đổi cái này in về 126. Như vậy là chúng ta đã tính toán xong đặc tính của các trong bài tập tiếp theo ta sẽ tính toán các tải trọng tác dụng trong các giai đoạn của dòng.